Xin chào quý vị và các bạn. Thì phiên giao dịch ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Thì chúng ta lại quay lại để xem thị trường nó đang diễn biến như thế nào. Thì phiên hôm nay là một cái phiên giảm rất là mạnh, giảm gần 60 điểm, gần 60 điểm nha. Lúc giảm nhiều nhất thì có lẽ là nó cũng phải khoảng 60 điểm hoặc là hơn 60 điểm một chút. Tương ứng với 4,49, 4,5%. Điểm tích cực của ngày hôm nay là khối ngoại mua vào 574,89 tỷ, lại gần 575 tỷ. Đấy là điểm tích cực. Cái giá trị giao dịch ngày hôm nay thì có nhỉnh hơn mấy phiên trước một chút, đấy là 18.768 tỷ. Đấy là cái sơ bộ của cái phiên ngày hôm nay. Và dòng tiền chảy mạnh sang bên phái sinh nhá. Phái sinh hôm nay dòng tiền vẫn lên mạnh. Phái sinh thì đỏ hay xanh nó không quan trọng. Quan trọng là bạn chọn đúng bên thôi. Quan trọng là chọn đúng bên. Đấy, bên mua hay bên bán là tùy. Thì chúng ta nhìn qua cái phái sinh này để đánh giá tiếp này. Chúng ta nhìn qua phái sinh nhá. Thì chúng ta thấy đây, các lệnh này là các lệnh bán đúng không? Còn ở đây có một lệnh mua rất là to này. 303 nhá. Lệnh mua này. Lệnh bán này. Lệnh bán này. Mấy cái lệnh mua này cũng khá to đúng không? Đấy, mua bán này cân bằng nhau. Mua ở đây chắc là giao dịch đặt lệnh hai, cả hai bên cùng đặt khớp nên là cũng không phân biệt là bên nào là mua chủ động hay bán chủ động. Đấy, lệnh mua này, lệnh bán. Đấy, chúng ta thấy, chúng ta nhìn nhá, lệnh mua bán này bên phái sinh là đấy, lao vào rất là ác, mua bán. Đấy, nhưng mà chúng ta thấy ở đây này, cái đoạn đây này thì lệnh bán rất là mạnh nha. 1301 bán này, 706 này, 936 này, 162 này, rồi 119 này, rồi 289, 403. Đấy, riêng cái chỗ này nha, là cực mạnh luôn, bán cực mạnh. Và cái chỗ này này là điểm nó còn thấp hơn, đấy, có mỗi cái chỗ này là cao thôi, còn lại là thấp hơn nhá, thấp hơn cái này. Có nghĩa nếu mà ngày mai tăng giá ấy là cái đám này sẽ bị thiệt hại rất là nặng. Đấy. Những cái lệnh to này là chưa chốt ngày hôm nay đâu, có lẽ là sẽ sang ngày mai. Đấy, ở đây lệnh mua này, lệnh mua rất là mạnh nhá. Đấy, mua này, mua cực mạnh luôn đấy, cũng lệnh to. Đấy, bên phái sinh đang theo kiểu là điên cuồng lao vào, dòng tiền chảy sang bên phái sinh rất là mạnh. Đấy, thì cái dòng tiền này cơ bản là ở bên cơ sở chảy sang thôi nhá, ở bên cơ sở chảy sang thôi. Nhưng dòng tiền thực sự vẫn chưa rút ra hẳn khỏi thị trường chứng khoán đâu, chưa thực sự rút ra khỏi thị trường chứng khoán đâu, bên cơ sở chảy sang thôi nhá. Đấy, chúng ta xem qua để chúng ta đánh giá tình hình. Thì về cục diện ở bên phái sinh ấy vẫn không rõ ràng được là bên long mạnh hay bên short mạnh đâu. Bên long cũng rất nhiều lệnh to, bên short cũng rất nhiều lệnh to nha. Đấy, và nó sẽ liên quan đến, đấy, sẽ liên quan đến những đồng chí đang cầm cổ phiếu. Ví dụ những đồng chí mà short mạnh lúc các bạn xem đấy. Đấy, nếu như đang cầm cổ phiếu thì ngày mai các đồng chí đấy sẽ mang vác cổ phiếu ra bán. Đấy, bán mạnh, có thể bán ngay ở phiên ATO, bán mạnh để sập xuống để các đồng chí long lại thôi, long lại để ăn chênh lệch. Đấy, đấy là cái cách mà người ta làm ở bên phái sinh, và người ta dùng phái sinh đấy để cân bằng với cái tài khoản cơ sở để làm giảm thiệt hại và có thể là lãi đấy, lãi ngược nha. Tuy nhiên đấy, chúng ta nhìn cái VN30 này hôm nay rất là ảm đạm nhá. Ngân hàng giảm mạnh, bất động sản giảm mạnh. Đấy, sàn đấy, phần lớn là sàn nhá. Phần lớn là sàn. Tuy nhiên đấy, khi mà cái tài khoản mà cái VN30 với HNX30 ấy mà nó cứ xanh lơ như này này thì chỉ còn nó vài phiên nữa, có thể nó sẽ giảm thêm vài phiên nữa. Đúng không? Một hai phiên nữa chúng ta cũng không đoán được.
cái áp lực bán đang rất là lớn nha. Đấy, lệnh đặt 1 triệu 2 này, STB. STB và có một cái điều nữa ấy, là chúng ta thấy này. Nếu mà nhìn chỉ số nhá, ở đây chỉ số phái sinh nhá, ở đây là đang 1308. Đấy, còn chỉ số của cái VN30 nhá, đây VN30 này. VN30 này là 1314, có nghĩa là đang chênh lệch nhau một chút thôi. Đang chênh lệch nhau một chút. Đấy. Có nghĩa là bên 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 long ấy đang có một chút ưu thế. Có nghĩa là bên short kia đang chênh lệch với bên long này cỡ khoảng 6 điểm đúng không? 6 điểm. 6 điểm thì nó không không chênh lệch nhiều. Nếu mà chênh lệch rất nhiều ra thì nó về ấy, nhưng đây chênh lệch khá là ít nha. Và chúng ta chờ đợi cái phiên ngày mai, là phiên ngày mai sẽ là một cái phiên rất là hấp dẫn, rất là gay cấn đấy. Rất là khó đoán, có thể là tăng mạnh ở đầu phiên sau đó dập xuống, hoặc là dập mạnh ở đầu phiên sau đó bật tăng lên. Đấy, lý do cái việc này là cái đội phái sinh, đội phái sinh người ta tự làm thôi, người ta vác hàng ra người ta bán hoặc là người ta mua mạnh đối với đấy, đối với những đồng chí mà long thì người ta sẽ mua mạnh đúng không? Người ta mua mạnh ở cái rổ VN30 nhá. Đấy, các bạn hình dung ra ấy, là người ta tập trung vào các cái cổ phiếu mạnh ở cái VN30 này này, thì các bạn phải đánh giá cái rổ này những mã nào mà gây ra cái hiệu ứng mạnh đối với cái chỉ số này này, thì ngày mai chắc chắn là sẽ có biến động lớn, có thể là tăng mạnh hoặc có thể là giảm mạnh. Đấy, bởi vì cái hôm nay phái sinh hôm nay rất là mạnh nhá, phái sinh hôm nay tiền vào mạnh này. Đấy, tiền vào mạnh này. Đấy, cái đội short ở bên này là đang ăn rất là dày nhá, đang ăn rất là mạnh hai cây này. Đấy, 5%. Hôm nay thì rất nhiều các cổ phiếu sàn, L14 sàn, bất động sản L14 sàn, sell cũng sàn. Rồi đích cũng sàn. Và con sell với con đích mà sàn tiếp ấy, thì con L14 đương nhiên là sàn tiếp nhá. L14 auto sàn. Cứ con sell con đích sàn là con L14 sàn. Con L14 con sàn rất là mạnh cơ, rất là nặng. Lý do là hiện tại bây giờ nhá, cái khoản đầu tư L14 ấy mua sell với đích này là đang lỗ rồi. Người ta mua con đích này ở cái giá 65, còn mua con sell ở cái giá 3 mấy đấy, 35 hay 38 gì đấy, 38 hay sao, thì bây giờ đang lỗ rồi, đang bắt đầu lỗ đúng không, đang bắt đầu lỗ cũng chưa nhiều, lỗ 38, 39 gì đấy. Đây mua khoảng này, đây mua cái vùng này này đấy, thì bây giờ đang lỗ nha. Càng dập sâu thì càng lỗ nhiều. Còn người ta không biết có dùng đòn bẩy hay không thì không biết. Nhưng nếu mà dùng đòn bẩy là sẽ đến giai đoạn phải cắt lỗ. Đấy, giai đoạn này rất nguy hiểm. Và theo khuyến nghị ấy, là quan điểm của tôi là giai đoạn này là nguy hiểm. Tuy nhiên ấy, giai đoạn này mà bán cổ phiếu, bán hết tất cả những cái cổ phiếu đi để nghỉ ấy, là chắc chắn lỗ luôn nha, chắc chắn lỗ luôn. Còn giai đoạn này mua ấy là cũng rất nguy hiểm, tốt nhất là không nên mua. Thế thì hôm nay có mấy bạn hỏi thì tôi cũng chia sẻ luôn này, mấy bạn nhắn tin hỏi, gọi điện hỏi là có nên bán hết cổ phiếu hay không, thì quan điểm cá nhân của tôi là như này này, tất cả những cổ phiếu mà các bạn có thể đánh giá được trong vòng 1 đến 2 năm tới nó có thể tăng gấp đôi từ cái giá trị mà các bạn đang nắm giữ ấy, nó tăng gấp đôi thì nó giảm kệ, nó không phải bán, mà thậm chí còn có thể mua thêm vào. Tuy nhiên đấy, đừng có mua nhiều mã, tập trung tiền vào một mã thôi. Đấy, các bạn hình dung thế. Nhưng phải đánh giá được nha, đánh giá được là trong 1-2 năm tới nó có thể tăng gấp đôi thì không phải bán. Còn tất cả những cổ phiếu rác ấy thì nên bán, bởi vì là đã là cổ phiếu rác ấy, khả năng cao là nó sẽ về lại cái giá trị lúc đầu mà nó đi lên ấy, giá trị 0,5, 0,1 ấy. Chúng ta xem qua cái dòng HLC nhá. HLC sàn này. Đấy, những đồng chí mà bắt ở chỗ này chưa chắc đã thoát được ra nhá. Sell rốt này. FC sàn thì rốt chắc sàn theo thôi đúng không? KLF đúng không? Hai cả cái dòng đúng không? Nó cũng bình thường thôi, bởi vì hôm nay không có gì đặc biệt, hôm nay phần lớn các cổ phiếu là sàn đúng không? NHA sàn,
sàn đúng không? Và nó cứ thế nó lao thôi, không còn gọi là sàn hết đúng không? Rồi x đấy, thì về cơ bản là cái thị trường chung này này mà nó vẫn cứ đà lao thì các cổ phiếu là nó thi nhau nó lao thôi. Và ở cái giai đoạn này nó khó khăn ở cái mức ấy là nếu như thực ra chọn cổ phiếu nào thì cũng bị lỗ đấy, về cơ bản là chọn cổ phiếu nào thì rồi cũng bị lỗ, cổ phiếu lỗ ít, cổ phiếu lỗ nhiều thôi. Tất nhiên nó vẫn có cổ phiếu tăng nhưng mà không đáng kể, tăng không đáng kể. Tuy nhiên đấy, giai đoạn này chọn sai cổ phiếu ấy thì lỗ rất nhiều, bởi vì nó cứ sàn liên tục vài phiên, như là các bạn hình dung như vài phiên rồi mất 20%, vài phiên mất 50% đấy. Và giai đoạn này mà all in một cổ phiếu ấy là rất nguy hiểm, chúng ta không nên all in nhé. Đấy, mua từ từ, nếu mà mua theo kiểu ấy là phải đánh giá được, đánh giá được là ví dụ như sau 1 năm hoặc 2 năm nữa là với cái khoản đầu tư đấy là nó sẽ phải tăng gấp đôi, thì đừng bán, cứ mua dần, mua ít một thôi nha. Bởi vì hôm nay sàn chưa phải chưa chắc đã là giá thấp nhất đâu. Hôm nay ví dụ con sell này, các bạn mua sell hôm nay sàn đến mai nó lại sàn tiếp. Nhưng các bạn sẽ không biết được ở đâu là đáy. Không bao giờ biết ở đâu là đáy. Nó đi qua rồi mới biết được là đáy. Đây các bạn hình dung là đỉnh, cái chỗ đỉnh này. Chúng ta không biết được đâu là đỉnh. Đấy, nó cứ lên đây tưởng đây là đỉnh, không phải, nó lại dập xuống và tưởng là đỉnh rồi, nhưng mà bán nháo nhào nó lại lên đây lại tưởng là đỉnh, dập xuống. Đấy. Lại lên đúng không? Lại dập xuống. Đấy thì nó liên tục đến chỗ này thì rất là rõ ràng là chỗ này nó là đỉnh rồi, nó là đỉnh đỉnh rõ ràng rồi. Và đấy cái ngày ngày hôm nay nhá, thì cái đường 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 MA 150 này nó đã lên trên này. Nó lên trên, nó chuẩn bị vượt cái MA 100 này, MA 100 chuẩn bị xuống dưới MA 150 rồi. Có nghĩa là nó gần gần đáy rồi đấy, nó đã gần gần đáy rồi. Đấy tôi cảm nhận được, nhưng cái đoạn gần này này nó cũng phải tính hàng hàng tháng chứ không phải ít đâu. Đúng không? Để nó đảo được hai hai cái đường này thì rất nhiều người nói rằng ấy, rất nhiều người kể cả những bạn broker nói rằng ấy, là rất nhiều cổ phiếu là đang có đường MA 50 đỡ đấy, MA 50 đỡ cái nến đang nằm trên đường MA 50 và tay to người ta không để cho nó rớt xuống thì các bạn lại sai lầm. Các bạn hình dung như thế này này, tay to nhá, tay to là một đội lái là hai những đồng chí đấy ấy. Thứ nhất là vừa nhiều tiền, thứ hai là vừa nhiều cổ phiếu, người ta không cần đỡ đâu, người ta cứ thả cho nó xuống rất là sâu xuống, xong bắt đầu người ta mua rất là nhiều ở dưới đấy. Các bạn hình dung thế, các bạn phải hình dung, các bạn đọc cái quyển, nên đọc cái quyển Tâm lý thị trường chứng khoán là một nha, cái quyển đấy rất là hay. Quyển thứ hai là quyển Trên đỉnh phố Wall đấy, quyển Trên đỉnh phố Wall cũng rất là hay. Đấy, các bạn nên đọc hai quyển đấy thì các bạn hình dung ra người ta không cần đỡ đâu, người ta bởi vì người ta có lỗ đâu. Các bạn hình dung ra cái lỗ của người ta là lỗ tạm thời thôi, ở trong tài khoản báo ví dụ như báo âm 30%, âm 70% là tạm thời thôi, bởi vì người ta đã cash out ra ngoài rồi, tiền người ta đã lấy ra ngoài rồi, người ta đợi cho nó giảm rất là sâu chứ người ta không đỡ đâu, người ta không việc gì người ta đỡ cả. Đấy, đấy là cái nguyên tắc, nên là đừng có nhìn các cái đường MA này bảo nó đang đỡ giá thì nhảy vào mua hoặc là đừng bán, không phải thế. Nhưng chúng ta không nên bán những cổ phiếu mà chúng ta biết nó cái khả năng nó rất là cao, xác suất nó lên gấp đôi trong 1 2 năm tới thì chúng ta không nên bán. Đấy. Bởi vì đấy thì cái bí quyết là các bạn những cái cổ phiếu đấy giai đoạn này cũng không nên mua, nói thẳng ra là cũng không nên mua. Đấy, nếu như các bạn đang cầm thì các bạn mua ít ở những cái phiên sàn bắt đáy ít, để làm gì, để nó sẽ có những cái phiên hồi các bạn lại bán, các bạn sẽ có lãi, các bạn quay vòng để các bạn lấy dòng tiền đấy. Ý nghĩa là như thế chứ không phải là cưa chân bàn nhé, cưa chân bàn là rất là nguy hiểm. Tuy nhiên đấy là sẽ không có cái gì là chắc chắn cả, không biết được đấy. Chúng ta chỉ có một cái điều chắc chắn là tiền của chúng ta là hữu hạn, nó không phải là vô hạn, và chúng ta càng mua là càng mất tiền đấy, cái nguyên tắc là như thế. Nên đấy là làm thế nào đấy để có một lượng vốn dự trữ đủ lớn để đến khi mà nó xác nhận đáy nó đi lên đấy, nó xác nhận đáy nó đi lên đấy là nó sẽ lên rất là nhanh này. Các bạn hình dung ra nó lên ầm ầm luôn nha. Nếu như mà nó lao mạnh xuống đây, nó lên này, nó lên ầm ầm luôn, khi đấy là các bạn cứ mua ôm ở đây là cứ thế là thắng rồi nha. Đấy, nó lên ầm ầm luôn đấy, xong nó xuống tí rồi nó lại lên đấy. Tuy nhiên đấy là để xác định được đáy ấy,
như quan điểm của tôi vẫn nói đấy, là nó phải cần đủ thời gian để nó xác nhận được đáy đấy. Cái thời gian là khoảng 3 đến 6 tháng, hy vọng là chỉ khoảng 3 tháng thôi là nó rõ ràng cái đáy nha. Và giai đoạn này thì vẫn nhiều người nhảy sang bên phái sinh. Quan điểm của tôi đấy, như tôi chia sẻ đấy, là bên phái sinh thì cũng được thôi, nếu như các bạn rất là hiểu cái cách vận động của cái thị trường phái sinh này đấy, và các bạn có thể đánh giá được cái thị trường phái sinh và cái VN30 ấy, thì các bạn tham gia thôi không sợ nha. Còn nếu như không đánh giá được thì không nên tham gia. Cái việc mà mua bán liên tục ấy là rất là nguy hiểm. Cái thị trường phái sinh này tôi suy nghĩ rất là nhiều thì tôi đã chia sẻ rồi đấy. Cái dở nhất của thị trường phái sinh là cái phí qua đêm ấy, nó rất là cao chứ không ít đâu. Cái phí qua đêm và cái phí giao dịch rất là cao. Cộng thêm nữa chúng ta sử dụng cái đòn bẩy lớn. Đấy. Thế thì có một cách để an toàn ở trên thị trường phái sinh là các bạn sử dụng đòn bẩy nhỏ thôi. Nhỏ thôi. Đấy, sử dụng nhỏ thôi. Có nghĩa là các bạn có khả năng cái tài khoản của bạn có khả năng mua được 100 hợp đồng các bạn. Đấy, có thể mua hoặc bán 100 hợp đồng thì các bạn chỉ dùng 10 hợp đồng thôi, mua 10 hợp đồng thôi. Đấy, xong nó xuống, ví dụ nó xuống tiếp thì các bạn long tiếp. Ví dụ thế, nhưng các bạn phải đoán được đúng bên, đoán đúng bên nhưng đoán dài ra một tí. Ví dụ ở đây nhá, chúng ta đoán là nó sẽ xuống trong cái tuần này, đoán hẳn cả tuần đi thì các bạn sẽ ăn đấy, đoán hẳn cả tuần này nó sẽ xuống thì các bạn cứ sọt đấy, cứ sọt nó nhồi lên thì các bạn lại sọt, nhưng đừng đấy, ví dụ như các bạn có thể sọt được 100 hợp đồng thì các bạn sọt từ từ thôi, sọt ít một đấy và các bạn để qua đêm đấy. Nhưng cái phí qua đêm ấy là nó rất là lớn đấy, nên là nếu như mà không đánh giá được cái rủi ro từ cái việc để qua đêm ấy, là ví dụ như nó có những cái phiên nó tăng thốc lên xong nó mới lao xuống đây, ví dụ như này nhá, các bạn sọt chỗ này nhá, sọt chỗ này về căn bản, về cơ bản nhá, các bạn giữ từ đây đến đây ấy, thì các bạn đang lãi nhiều rồi, à cũng không không nhiều đâu, lại đang lãi thôi, bởi vì nó trừ phí, mất nhiều phí lắm, các bạn hình dung thế, mất nhiều phí lắm. Đấy, nhưng mà đến đây này nó tăng ngược lên cái là các bạn sợ là các bạn lại phải long lại đấy, ví dụ thế thì lại chết chết kép luôn đấy. Đấy, vừa chết cả đường sọt vừa chết cả đường long là nó rất là nguy hiểm. Nên những đồng chí nào mà mới tham gia thị trường chưa hiểu về thị trường phái sinh và chưa hiểu được cái cách vận hành của thị trường phái sinh ấy là không nên tham gia nhá. Thì cái thị trường phái sinh về cơ bản ấy là nó phụ thuộc vào cái VN30 này, cái rổ chỉ số của VN30 này, nó lấy chính là cái rổ chỉ số VN30 để đến cái lúc mà đóng hợp đồng ấy. Đấy, các bạn hình dung ra cái hợp đồng tháng này này là kết thúc tháng, nó là ngày thứ năm của tuần thứ tư đấy, ngày thứ năm của tuần thứ tư hàng tháng thì là nó đóng cái hợp đồng đấy, ngày thứ năm của tuần thứ tư sao tôi không nhớ chính xác, lâu lắm thì tôi không dùng, hình như là thế đấy. Thì là nó đóng hợp đồng lần sau là cái chỉ số của VN30 này này và cái chỉ số F1 này nó sẽ trùng với nhau đấy, nó trùng với nhau. Nếu mà đồng chí nào mà chênh lệch nhiều thì ăn nhiều, chênh lệch ít thì ăn ít đấy, hoặc là tùy chênh chênh lệch nhưng phải đúng bên cơ đấy, ngược bên thì là mất, đúng bên thì là ăn đấy. Tuy nhiên ấy là trong tài khoản nó phải đủ đủ tiền để cho đến khi mà nó so sánh, hoặc là đến khi mà các bạn bán mà nó không bị bán giải chấp. Còn bên phái sinh là nó sẽ bán giải chấp rất là nhanh đấy, nếu như các bạn sử dụng, các bạn ví dụ như tài khoản của bạn mà có khả năng sọt hoặc là long 100 hợp đồng nhá, các bạn sọt hết cả 100 hợp đồng, thậm chí các bạn chỉ cần sọt 90 hợp đồng thôi, thì những cái phiên dao động mạnh như này này là khả năng rất là cao là sẽ bị bán giải chấp đấy, nếu như không đặt stop loss kịp, đúng không? Đặt cái ngưỡng cắt lỗ chuẩn, nó lao qua nó bán ngay lập tức đấy, các bạn hình dung thế, và nó rất nguy hiểm nha. Đấy, đấy là cái chia sẻ và hy vọng là nó giúp ích được cho quý vị và các bạn. Còn nó như thế này này, nó chưa đến cái điểm xấu cực 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 xấu đâu, nó chưa để phải là cái điểm cực xấu, cho nên là không biết, nó có thể là đi lên từ chỗ này nhá, là bình thường, rất nhiều cổ phiếu nó cũng vận động như thế, nên ấy là dựa trên các cái đường MA này để đoán ấy là không được đâu, sai. Các đường MA này chỉ dùng để đoạn đánh giá một cái xu hướng rất là dài thì ok được, nhưng mà trong những cái đoạn ngắn này này, một là nó trễ đấy, hai là nó không 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 đúng đâu, nó không đúng đâu nha. Đấy, đừng có nghĩ là nó đỡ đường nọ đỡ đường kia, không ăn thua đâu. Đấy, nó phải sử dụng nhiều các cái thông tin khác nữa đánh giá nha. Và khi mà thị trường nó lao xuống này giống như lúc nó lên ấy. Đấy, tâm lý đám đông nó cũng dẫn đến cái sự điên rồ.
Và các bạn hình dung ra tất cả mọi người nhìn thấy nó sản đây, cái VN30 này nó sản như này, tất cả vác cổ phiếu ra bán thôi, hoảng loạn bán thì nó cứ lao xuống thôi, nó cứ lao xuống đấy, nó lao hôm nay lao đến mai có khi nó cũng lao tiếp, ngày kia nó lao tiếp đấy. Nhưng cái chiều lao này này nó nguy hiểm hơn hơn cái chiều tăng nguy hiểm hơn cái chiều tăng rất là nhiều. Lý do này, cái chiều lao này nhá, thứ nhất là cái đội các cái kho đấy, các bạn nếu mà ở trên thị trường chứng khoán nhiều thì các bạn biết là ở trên thị trường chứng khoán ấy, nó luôn luôn tồn tại các cái kho người ta cho mượn hàng để bán sẵn của những cái ông mà ông ấy đầu tư dài hạn đấy. Bản chất của ông ấy là ông mua cổ phiếu đấy, ông cũng không quan tâm đến việc lên xuống đấy, và ông cứ để ở đấy, ông ấy chỉ ăn cái dịch vụ gọi là cho các bạn vay hàng để bán đấy, vay hàng bán vậy, bán khống đấy, nó gọi là bán khống đấy. Thì cái việc bán khống đấy ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam chưa có đấy, nhưng nó vẫn đang tồn tại, nhưng nó tồn tại ở một cái dạng gọi là thế giới ngầm đấy, vay hàng vác hàng ở các cái kho ra bán. Thế thì khi mà nó đang giảm vác ra bán cái áp lực lớn như thế, cái lượng tiền không có nhiều bán thì nó sẽ giảm tiếp, nó giảm rất là kinh đấy, nó giảm cho đến lúc mà nó tìm thấy được một cái điểm cân bằng đấy, điểm cân bằng là có lượng tiền đủ lớn để mua được lại thì nó mới lên đấy. Tuy nhiên ấy, cái chiều xuống này nó rất nguy hiểm ở cái chỗ này, khi mà cái lực bán lớn như thế ấy, thì những cái đồng chí mà đỡ đấy, dùng margin để đỡ tiền, cái khi mà thị trường nó càng lao xuống như này nhá, thị trường càng lao xuống như này nhá, cứ tưởng là còn nhiều tiền nhưng không phải đâu, tiền hết, tiền không kịp bán ra đâu, không kịp bán ra hết tiền. Thì cái giai đoạn, những cái giai đoạn khó khăn này ấy, thì quan trọng nhất là tiền thì lại không có tiền đấy, không mua được. Thế là những đồng chí mà margin đấy là cứ margin dần đấy, không 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 có quy tắc, không có kỷ luật, margin dần thì cái margin nó càng ngày nó càng căng căng lên, bởi vì cái chỉ số nó càng giảm thì margin nó càng căng lên đấy, nó căng lên đến một lúc không chịu được là nó sẽ bị call margin và lại bán tiếp đấy, thì nó sập mạnh. Thì đến khi nào mà có cái cú call margin mạnh đấy, rất là mạnh, nó sập rơi rơi rất là mạnh xuống ấy, nhìn 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 xanh lơ hết, nhìn nhìn cái VN30 này xanh lơ hết đấy, ở đây chưa 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 ăn thua đâu, thì có lẽ là một hai phiên sau sẽ là đáy đấy, một hai phiên sau sẽ là đáy, bởi vì lúc bây giờ ấy là người ta sẽ call margin được đấy, bán giải chấp được một lượng rất là lớn tiền đấy, sau khi bán giải chấp lượng lớn tiền đấy thì cái lượng lớn tiền đấy lại quay lại mua đấy, thì sẽ đẩy thị trường lên. Tuy nhiên đấy là nó lại liên quan đến các cái thông tin từ cái vĩ mô ấy, thì về thông tin thì cho đến thời điểm này nhá, thì thông tin xấu thực ra vẫn chưa nhiều đâu, chưa nhiều, vì thông tin xấu chưa nhiều ấy nên nó vẫn chưa phải là đáy đâu. Đáy là cái lúc mà các bạn thấy tràn ngập thông tin xấu, nói chung là rất nhiều thông tin xấu thì đấy là đáy. Thế thì bây giờ này, thứ nhất là chúng ta có thông tin xấu là Fed tăng lãi suất đấy, đấy là thông tin xấu thứ nhất, có nghĩa là khi mà lãi suất tăng lên là tiền sẽ bị rút về. Thứ hai ấy là ở Việt Nam thì có thông tin là về đấy, đang kiểm soát cái dòng tiền vào trái phiếu doanh nghiệp, đúng không? Kiểm tra, đúng không? Kiểm tra, kiểm soát để đánh giá những cái dòng tiền, những cái vi phạm ở trong cái việc gọi là phát hành trái phiếu. Đấy. Cái thứ hai nữa là các ngân hàng là dừng dừng cho vay về bất động sản, dừng cho vay. Đấy là cái thông tin thứ hai. Cái thông tin thứ ba ấy là lãi suất ngân hàng đang dục dịch tăng, tuy nhiên là chưa mạnh nhưng đang dục dịch tăng. Thông tin thứ tư ấy là lạm phát là đang có vẻ là đang tăng lên. Đấy, đang tăng lên. Nhưng đang tăng lên thì lại không phải là đáng ngại vì nó chưa đạt đỉnh. Đấy. Cái thông tin thứ năm ấy là thông tin về Nga và Ukraine. Đấy. Cái chiến tranh giữa Nga và Ukraine đấy càng ngày càng phức tạp. Mỹ và các nước đồng minh ấy là muốn kìm chân Nga ở Ukraine nên chuyển rất nhiều vũ khí đến Nga và Ukraine, vân vân, nó có rất nhiều cái thông tin phức tạp. Rồi tiếp theo ấy là các cái lệnh trừng phạt đấy, các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga đấy, ví dụ như là không cho Nga thanh toán ở cái hệ thống SWIFT, hệ thống thanh toán quốc tế đấy, nhưng nó làm cho đồng rúp lao xuống, sau đó thì Putin đã đáp trả bằng cái việc gọi là dùng cái thanh toán bằng dầu mỏ đấy, dầu 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 thô đấy, thì dầu thô và khí đốt dẫn đến là cái đồng rúp lại tăng mạnh lên.
Đấy, nhưng Mỹ đấy lại can thiệp lại, Mỹ can thiệp lại bằng cách là yêu cầu các nước châu Âu đấy là không nhập khẩu đấy, không nhập khẩu dầu dầu thô từ Nga đấy, dầu thô từ Nga. Nhưng mà để làm được cái việc như thế ấy, thì nó lại rất là nguy hiểm ở cái chỗ là ông Mỹ ông phải làm sao để ông cung ứng được cái lượng dầu thô lớn ra ngoài thị trường để giúp giúp châu Âu là đang thiếu hụt lượng dầu đấy, làm thế nào thiếu hụt năng lượng, làm thế nào để đáp ứng được. Thì thứ nhất là chắc là các cái mỏ dầu đá phiến của Mỹ sẽ được khôi phục lại, nhưng phải cần thời gian chứ cũng không thể nhanh được đấy. Rồi Mỹ đã đấy có các cái cuộc điện đàm với các cái nước xuất khẩu dầu lửa đúng không, dầu mỏ đấy, thì không biết là mức độ thành công đến đến mức nào thì các bạn tự đánh giá thêm. Đấy, đấy là những cái thông tin xấu nó đang bùa vây đúng không, đấy bùa bùa vây, và có lẽ là chúng ta sẽ phải chờ đợi thêm, chờ đợi thêm đúng không. Nguy hiểm nhất đấy là nhóm bất động sản và ngân hàng và chứng khoán hợp tác với nhau để giảm điểm đấy. Các bạn hình dung ra tỷ trọng nó lớn lắm, nó chiếm tỷ trọng của ba cái nhóm này cộng lại với nhau tỷ trọng nó phải đến 70% thị trường, thì cái số còn lại không không là cái gì cả, không không có năng lực để đỡ đỡ ra được, không đỡ được, nó cứ giảm ngày nào nó cũng cứ giảm, các cái mã này nó cứ giảm 6% với 7% như này, không không có cái mã nào có thể đỡ được. Đấy, đấy là cái điểm mà lưu ý nha. À, bất động sản này các bạn nhìn này, đấy, có vài cổ phiếu đỏ rồi còn lại sàn hết đấy, bất động sản sàn hết nha. Rồi thép này, thép sàn hết. Rồi chứng khoán này sàn hết đấy. Ngân hàng này, ngân hàng thì chưa sàn hết, ngân hàng ở đây tôi cũng chưa thống kê đủ, chưa sàn hết, tuy nhiên là sàn đấy, các bạn hình dung thế nha, giảm rất là mạnh, giảm rất là sâu nha, và giai đoạn này là giai đoạn rất khó khăn, nên lời khuyên của tôi là hạn chế giao dịch, hạn chế giao dịch cả bên mua cả bên bán, hạn chế, không không nên mua bán. Đây, tôi lại chạy cái chương trình để chúng ta xem số lượng cái cổ phiếu đúng không. Thì hôm nay chúng ta có 13 cổ phiếu này, cái con mà có dòng tiền thoát ra nhiều nhất là con HPG đấy. Còn HPG như tôi nói rồi, cái lượng cổ phiếu tự do của nó rất lớn đấy, lượng cổ phiếu tự do của nó 2 tỷ đúng không? 2 tỷ cổ phiếu, 2 tỷ cổ phiếu tự do, các bạn hình dung ra nó cứ vác nó bán thì không đỡ được đấy, nên là mua chỗ nào cũng chết. Về về bành lý do mua chỗ nào cũng chết đấy là vì cái HPG này này nó đã tăng một chập rất là mạnh rồi, các bạn hình dung thế. Bây giờ những người mà người ta đầu tư dài hạn ấy, người ta bán ở chỗ này người ta vẫn đang lãi đây này các bạn, người ta mua từ chỗ này cơ mà đấy, chỗ này là tháng 3 năm 2020 nhá, người ta mua chỗ này cơ mà, người ta mua từ chỗ này, bây giờ bán ở chỗ này người ta vẫn đang lãi khoảng 4 lần đấy, người ta mua từ chỗ này đoạn này, cứ cho là mua cả cái đoạn này đi. Giao dịch đấy nên ấy là người ta cứ vác ra người ta bán là không có tiền đỡ đâu, đỡ làm sao được, nên giai đoạn này đỡ những cái cổ phiếu này là tự sát không nên đỡ, không nên mua đấy. Còn bán ấy thì tùy các bạn phải tự đánh giá thôi, nó rất là nguy hiểm, bởi vì là giai đoạn này nó cũng giảm cỡ 17% rồi đấy, như tôi nói đấy, thị trường đã giảm cỡ 17% rồi, nhưng 17% là hơi ít, nó phải giảm cỡ 30% thôi, 30% hoặc hơn đấy. Thì sẽ tuy cái mã này giảm 17% nhá, nhưng nhiều mã phải giảm đến 50-60%, có những mã phải giảm đến 80%, bạn thì dùng thế thì nó lại đang sát đáy rồi. Ví dụ con HPG này nhá, nó giảm nhiều đấy, không phải ít đâu, nhìn như này đấy là nhìn từ đáy lên đấy thì nó tăng như thế, nhưng mà chiều xuống này những ông nào mua đỉnh ấy là giảm nhiều đấy, 30% rồi đấy, các bạn thì dùng thế giảm 30% rồi, nên đấy cái việc mà từ 30% này nó vẫn có thể là đáy ở chỗ này này, nó đi lên đấy, nên nên đánh giá rất là khó, cắt là phải cắt từ rất là sớm, còn bây giờ mà để cắt giảm 20% với cắt là dễ bị vào đáy đấy, nên đấy là các bạn phải đánh giá được là con này ví dụ như trong 2 năm tới là nó có thể tăng được lên cái giá 60 hoặc 70 ấy, thì không cần bán, cứ giữ, nó giảm sâu xuống thì mua thêm một tí đấy, chứ còn cắt lỗ ở đây này thì không biết được, không đoán được nha, không đoán được, và không ai đoán cái kiểu như thế cả đấy.
Tiếp theo này là con VB Bank này, VB Bank cũng rơi nha, rơi rất là kinh. STB này cũng rơi này, SSI cũng rơi này, sàn hết đúng không? Techcombank này, DIG này, FPT này, giai đoạn này chỉ nên ngồi chơi thôi, không không động tĩnh gì cả, không động đậy gì cả đúng không? MBB, IDC, VHM, VHM thì hôm nay giảm ít nhất giảm 1% thôi. MWG cũng sàn luôn, VND sàn luôn, DGC cũng sàn luôn nhá. Đấy thì có 13 cổ phiếu có dòng tiền lớn hôm nay là con số 13, con số hơi xấu nhỉ. Đấy, để tôi cập nhật lại, tôi chạy thử xem có lỗi gì không. Cái này thường ấy là nó cập nhật nó bị lỗi, chả hiểu sao nó. Đấy, có 13 cổ phiếu thôi nhá. Đấy, và cuối cùng ấy thì để lựa chọn mua bán hay nắm giữ cổ phiếu, các bạn cần phải đánh giá thêm các cái thông tin khác. Và những bạn nào mà cần lại cần tư vấn sâu về một cái cổ phiếu nào đó thì lại các bạn inbox inbox nhá, inbox. Và tôi không thể nói một cách gọi là kỹ càng ở trên 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 cái kênh YouTube được. Đấy, tôi chỉ cung cấp những cái thông tin rất là chung nhất thôi, để cho mọi người cùng cùng xem, cùng theo dõi, chứ có thể thu thập được thông tin thôi, chứ còn không thể cung cấp thông tin rất là kỹ được về 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 các cái cổ phiếu. Đấy, ví dụ đây tôi nói ví dụ như hôm hôm vừa rồi có bạn bạn hỏi mà thôi. Đấy, hoặc đây tôi nói cái cổ phiếu này nhá, L14 này. Đấy, bây giờ bạn ấy hỏi là có giảm nữa hay không, thì tôi nói luôn ấy là để đánh giá, ví dụ cái thằng L14 này nó đã giảm cỡ khoảng giảm nhiều đấy. Đấy nha, L14 này, nhưng mà nó đã tăng 10 lần rồi nên cái việc nó giảm nó bình thường, gì đâu giảm 60 70% 70%, nó giảm 80% 90% thì nó vẫn rất bình thường, các bạn hình dung thế. 80% đây nó, những người mua ở đáy nó vẫn đang lãi rất là nhiều đấy nha. Đấy, thế thì nó có dừng giảm nữa hay không thì cái quan trọng ấy là các bạn, đây này con L14 tôi chỉ cho các bạn để các bạn hình dung ra. Nhân đây tôi cũng chỉ cho các bạn một cách miễn phí cái con này L14 nha. Đây các bạn vào đây này, vào tài chính này, đấy, vào tải báo cáo tài chính này, đấy, xong rồi vào báo cáo tài chính này, báo cáo tài chính hợp nhất nhé, quý 1 nhé, kích vào. Đấy, mở ra này, đây cái file này nhá, mở ra đây các bạn, mở ra kéo dưới này xem cái khoản đầu tư chứng khoán của nó này, này. Bạn nhìn vào các bạn biết ngay, tôi nói soi biết ngay. Tất nhiên đấy là ở những công ty này này nó sẽ giấu, nó không không nói tên tên đâu, nhưng mà các bạn đoán được ngay, các bạn đoán được. Đây. Đây, đầu tư trái phiếu, đầu tư cổ phiếu đây nhá. Đây, đầu tư cổ phiếu này. Đầu tư dài hạn không có nhá. Đầu tư đây cái khoản đầu tư khác, tôi ví đây tra ở cái số nào nhỉ,
Đây, chứng khoán đầu tư ngắn hạn đây, đây 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 đây, tôi cho các bạn xem nhé. Đây cái khoản này, chứng khoán đầu tư ngắn hạn nhá. Đây, số dư đầu năm này, số cuối năm này. Đấy, các bạn tra ở cái chỗ này này là cái lúc lúc nó mua ấy. Đấy, và nó lãi cái khoản báo lãi này này, báo lãi vừa rồi đấy, cái khoản báo lãi vào quý 1 vừa rồi lãi đấy là gì? Là do cái thằng sell này này. Do cái thằng sell này này. Đấy. Người ta mua ở cái giá 39 38 39 thì đấy, thì quý 1 là nó ở cái giá bảy mấy này này thì lãi gần gấp đôi. Đấy. Với thằng DG là 2 này. DG mua từ giá 65. Đấy, 65 là mua cái đoạn này này. Đấy, mua đoạn này này. Thì lúc báo quý 1 là nó là 100, đấy thì lãi cỡ 40%. Đấy, cộng hai cái khoản lãi đấy lại thì nó có cái lãi ở đây là lãi khoảng đấy, khoảng mấy chục phần trăm đấy. Đấy. Là đầu tư chứng khoán. Thế thì bây giờ ấy, bây giờ thì nó lại thành lỗ rồi. Bây giờ hai cái khoản đấy nó thành lỗ rồi. Nhưng mà nó cũng chưa lỗ nhiều đâu. Đây. Con này là mua giá 65 nha. Con này lỗ 22%, cứ cho là 20% đi. 20% nhá. Tiếp theo là con sell này. Con sell là mua cái giá 39. Để tôi trả ở 14 cho các bạn hỏi. Trả cho các bạn hình dung ra đây nhá. Đây. Đây đọc nhá. Đích này, mua giá 65 nhá, nhiều hơn 65 nhưng cứ tính 65 thôi. Còn sell này giá 39 nhá. 39 nhá. Đấy các bạn hình dung nhá. Cái này ấy là người ta soi ở trong cái tài khoản của thằng L14 nên không sai đâu. Cái nên không sai đâu, người ta soi người ta biết. Đấy, 65 là nó ở chỗ này này. Đấy. 65 thì đang lỗ là khoảng 20% nhá. Còn con sell này. Con sell là giá 39 nhá. 39 thì ở đây mới lỗ được một tí thôi, 39. Đấy. 39 lỗ 25% này nhá. 25%. Đấy, hai con này cứ cho hai con này là lỗ 20% đi. 20% 500 tỷ đúng không? Đúng không? 500 tỷ là lỗ khoảng 100 tỷ. Đấy, nó đang lỗ khoảng 100 tỷ. Đấy, thì cái khoản trước nó đã lãi như này nhưng bây giờ thực ra cái khoản đầu tư này là đang lỗ khoảng 100 tỷ. Đấy. Đấy, đấy là cái các bạn để ý như thế. Nên vì thế nên nếu như thằng sell này nó cứ cắm đầu đi xuống tiếp này. Thằng đích này nó cứ cắm đầu đi xuống tiếp này thì thằng L14 đương nhiên là nó sẽ đi xuống tiếp. Đương nhiên nó sẽ đi xuống tiếp. Đấy, các bạn hình dung thế, bởi vì làm sao? Bởi vì cái lãi đây này, cái lãi của thằng L14 ở đây này là đây này, cái lãi này này, 6 mấy tỷ này với 100 mấy tỷ này này. Cái lãi này là từ cái việc đầu tư chứng khoán mà ra. Đấy, từ cái việc đầu tư chứng khoán mà ra nha. Đấy, đấy là cái mà tôi chia sẻ. Các mã khác thì các bạn cũng cũng theo dõi như thế. Các bạn tự theo dõi, các bạn tự đánh giá nha. Cũng không trả lời được hết. Còn các bạn muốn xem cái mã nào đấy cần đánh giá thì đấy, các bạn muốn hỏi thì các bạn phải inbox thôi nha. Cuối cùng thì chúc mọi người may mắn, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip sau.